Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm hiện tại, tâm lý tin dùng hàng Việt của người tiêu dùng đã có những bước tiến đáng kể. Người tiêu dùng Việt Nam đã có chuyển biến trong nhận thức về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động và thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng ưu tiên mua sắm hàng sản xuất trong nước, thay vì việc mua sắm hàng ngoại đã tồn tại lâu nay. Hiện nay đã có trên 90% người tiêu dùng Việt Nam đã quan tâm tới cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Trong những tháng đầu năm 2015, Bộ Công Thương đã tiến hành nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường trong nước, phối hợp với các bộ ngành và các địa phương, tổ chức nhiều hoạt động kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ, chú trọng tập trung vào công tác thúc đẩy tiêu thụ một số nông sản có sản lượng lớn, mang tính thời vụ, gặp nhiều khó khăn trong việc xuất khẩu. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Bộ Công Thương đã tổ chức thực hiện được 50 đề án, trong đó phần lớn là các đề án phiên chợ hàng Việt về nông thôn, miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa tại một số tỉnh như là Bắc Cạn, Cao Bằng, Phú Thọ, Yên Bái, Hà Tĩnh, Sơn La. Mỗi phiên chợ có khoảng từ 15 cho đến 25 doanh nghiệp tham gia với 20 đến 40 gian hàng, doanh số đạt trên 500 triệu đồng. Chúng tôi vẫn tiếp tục để tổ chức các cái phiên chợ, các cái hội chợ xuống các cái vùng xa xôi, nhất là các xã ở khu vực biên giới. Đấy là bà con tiếp cận với những cái hàng hóa này nó rất là hạn chế. Nên chúng tôi sẽ tổ chức các cái phiên chợ xuống sát các cái vùng biên giới để mà bà con các dân tộc tiếp cận được những cái hàng hóa mang cái xuất xứ, mang cái nguồn gốc của Việt Nam mình, chất lượng cao đến bà con các dân tộc Sơn La. Chương trình đưa hàng Việt về địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa tiếp tục được các địa phương ở Hà Nội rất quan tâm và đã trở thành một trong các nội dung trọng tâm hưởng ứng của vận động này. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hà Nội đã tổ chức được 101 đợt bán hàng về nông thôn với 1.355 lượt doanh nghiệp tham gia, thu hút hơn 600.000 lượt người tới tham quan mua sắm, tiếp nhận theo dõi hơn 50 đợt bán hàng về nông thôn với hơn 100 lượt doanh nghiệp tham gia và thu hút hơn 109.000 lượt người. Đối với thành phố Hà Nội, thì với cái lượng dân như vậy, thì cái lượng tiêu thụ hàng hóa giúp cho các tỉnh vào cái địa bàn thành phố rất là lớn. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những cái hệ thống, cái kênh phân phối rất là hiện đại, như là 28 cái trung tâm thương mại, 149 cái siêu thị, thế và trên 400 cái chợ truyền thống trên toàn địa bàn thành phố, có thể giúp đỡ và hỗ trợ cho các cái tỉnh khác tiêu thụ cái sản phẩm về các cái kênh phân phối của Hà Nội. Mặc dù trong 6 tháng đầu năm, công tác triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thu hút được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên thì trong quá trình thực hiện vẫn còn có nhiều khó khăn. Việc Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới khiến các sản phẩm được sản xuất trong nước phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm nhập khẩu cùng chủng loại, có chất lượng và được hậu thuẫn về quảng bá chuyên nghiệp của các công ty nước ngoài. Chúng tôi cũng đã tham gia nhiều cái điểm đối với tỉnh và đối với khu vực miền Trung Tây Nguyên, tất cả những cái này. Và chúng tôi cũng đang mong muốn rằng là gì? Cái sân chơi này phải được chắc chắn, được truyền thông một cách mạnh mẽ hơn. Và để làm sao cái doanh nghiệp nội địa và cái người tiêu dùng của Việt Nam hiểu thấu rõ và gần gũi với nhau nhiều hơn thì chắc chắn đây là một cái khía cạnh rất là lớn, rất là quan trọng để cái doanh nghiệp nội có thể cạnh tranh được. Tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 6 tháng đầu năm 2015 vừa được tổ chức tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã đưa ra giải pháp khắc phục cho những bất cập, đồng thời để triển khai thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động trong các tháng cuối năm. Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh triển khai các hoạt động bám sát nghị quyết số 01 NQCP ngày 3 tháng 1 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tổ chức chương trình tuần nhận diện hàng Việt Nam thường niên trên quy mô toàn quốc với tên Tự hào hàng Việt Nam. Bên cạnh đó thì tiếp tục duy trì kết quả kết nối doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại nội địa, hàng hóa công nghiệp địa phương. Cái đề án phát triển thị trường trong nước gắn với triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì thực hiện cái đề án này thì điểm nhấn là truyền thông và các cái thông tin tuyên truyền truyền thông để làm sao mà các cái sản phẩm thương hiệu Việt Nam của ta được là thông tin truyền thông đến người tiêu dùng một cách là cụ thể rõ ràng nhất.
Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2015-2020, Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý thị trường, giá cả sản phẩm, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, phòng chống buôn lậu, hàng cấm và gian lận thương mại, góp phần kiềm chế lạm phát, bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững.